Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ bảy ngày 23 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 11%. Chuyển đổi số tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính. Tuổi trẻ Ninh Thuận với công tác đền ơn đáp nghĩa. Gương sáng ông Võ Văn Vũ, cựu chiến binh làm kinh tế giỏi và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Do tác động của giá cả, nguyên nhiên vật liệu, chi phí sản xuất đầu vào, giá cả sinh hoạt tăng cao, một số ngành hàng công nghiệp bị thu hẹp thị trường tiêu thụ. Các cơ chế chính sách về đất đai khoáng sản đầu tư còn nhiều vướng mắc, khiến tăng trưởng của tỉnh Ninh Thuận trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 3,09%, tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ quyết tâm đạt mức tăng trưởng năm 2022 từ 10 đến 11%, đang là nhiệm vụ được các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nỗ lực thực hiện. Để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện thực chất hiệu quả hơn chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu lại từng ngành lĩnh vực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm khai thác hiệu quả không gian tăng trưởng mới và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo lộ trình phù hợp. Đồng thời, Ủy ban dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các công trình dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp, phấn đấu đến cuối năm 2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý thu chi ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Xác định tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung, tạo nền tảng để hình thành chính quyền điện tử, qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là lần đầu tiên ông Trần Minh Chi sử dụng tổng đài trả lời tự động dịch vụ công của tỉnh để được hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bằng cách gọi điện thoại qua đầu số 1900 8605, sử dụng từ khóa thủ tục cần tìm kiếm, các quy trình giấy tờ cần thiết đều được hướng dẫn đầy đủ. Cổng thông tin điện tử mà hỗ trợ cho người dân về công tác là thủ tục thì rất là đơn giản, rất là tiết kiệm thời gian đi lại, mà người dân và đa số người ta rất là nhiệt tình ủng hộ việc này, rất là có lợi cho người dân. Hệ thống tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân trên cổng dịch vụ công qua đầu số 1900 8605 được tỉnh Ninh Thuận đưa vào hoạt động thí điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Tổng đài ảo này được ứng dụng trí tuệ nhân tạo xử lý giọng nói, tự động nhận diện giọng nói, nội dung mà người dân hỏi, đồng thời tự động giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công mà không cần người vận hành. Tổng đài tự động hỗ trợ trả lời gần 2.000 câu hỏi cho các thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã và đáp ứng hơn 6.000 cuộc gọi mỗi ngày. Trên cơ sở là 1.800 cái dịch vụ về hành chính công, thì Viettel cũng tổ chức là triển khai xây dựng cái kịch bản. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn đầu thì hiện nay Viettel đang tập trung vào những cái dịch vụ hành chính công mà người dân ở trên địa bàn là quan tâm nhất. Tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, người dân không còn mất nhiều thời gian chờ đợi. Bởi từ khi ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng hơn. Thay vì trong 30 phút chỉ tiếp nhận thủ tục của một doanh nghiệp, thì giờ có thể tiếp nhận 3 đến 5 thủ tục. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã cung cấp 240 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, bộ phận một cửa đã tiếp nhận 8.469 hồ sơ, trong đó hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 98%. Trong thời gian tới, thì Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo thực hiện số hóa thủ tục hành chính còn hiệu lực để phục vụ cho công tác tái sử dụng khi người dân thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến.
đang triển khai cho các phường xã, ủy ban xã hướng dẫn cho người dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong cải cách hành chính từ năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát An toàn, An ninh mạng và Điều hành đô thị thông minh. Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã hoàn thành nội dung tích hợp, đăng nhập một lần giữa Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công của tỉnh, đồng bộ 1.727 thủ tục hành chính có mã số trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hơn 1.310 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 100%. Nhờ đó, năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp vị trí thứ 35 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số CBAT xếp vị trí thứ 16 trên 63 tỉnh, thành phố. Xây dựng các cơ chế chính sách để thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số, rồi triển khai cái bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số kiến trúc chính quyền điện tử 2.0 của tỉnh, rồi triển khai ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước và quản lý đô thị. Rồi triển khai xây dựng các trung tâm dữ liệu dự phòng của tỉnh, xây dựng cái nền tảng dữ liệu dùng chung của tỉnh. Với mục tiêu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, sắp tới đây tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng đồng bộ để hiện đại hóa nền hành chính, nâng cấp mở rộng đơn giản quy trình xử lý, giảm thao tác và hướng tới triển khai trên nền tảng di động để tạo điều kiện cho người sử dụng. Xây dựng các điểm truy cập Internet công cộng, hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư để người dân tiếp cận dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng nay khối thi đua mặt trận đoàn thể tỉnh tổ chức hành trình về nguồn tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Tại đây, đoàn đã tặng 12 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách ở xã Vĩnh Hải. Nghe các cựu chiến binh kể về truyền thống lịch sử cách mạng tại chiến khu CK-19 thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Hành trình về nguồn là chương trình ý nghĩa, qua đó nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, từ đó phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, tạo động lực để các đơn vị trong khối thi đua mặt trận đoàn thể tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022, ngày 22 tháng 7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức bữa cơm gia đình sưởi ấm lòng mẹ tại nhà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thiểu ở thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải. Mẹ Nguyễn Thị Thiểu có chồng và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nỗi đau mất chồng mất con vẫn đau đớn trong lòng. Nhưng mẹ luôn tự hào về sự hy sinh của chồng con mình cho quê hương đất nước. Đã gần 100 tuổi, mẹ vẫn vui khỏe vì có sự chăm lo chu đáo của các cấp chính quyền và đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Tại bữa cơm gia đình sưởi ấm lòng mẹ, lãnh đạo tỉnh đoàn và đoàn viên thanh niên của công an tỉnh đã cùng nấu ăn và dùng cơm cùng mẹ Nguyễn Thị Thiểu. Bữa cơm gia đình sưởi ấm lòng mẹ là hoạt động thường niên được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhằm tri ân đến mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiểu. Thông qua hoạt động này giúp đoàn viên thanh niên công an tỉnh phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tuổi trẻ Ninh Thuận đã có nhiều việc làm thiết thực tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống hoặc hy sinh một phần thân thể của mình để viết lên bài ca bất tử về nền độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Mỗi việc làm cụ thể, mỗi công trình phòng việc thanh niên được triển khai như một lời tri ân của tuổi trẻ Ninh Thuận đến thế hệ cha anh đi trước. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm nào cũng vậy, cứ đến các ngày lễ Tết, ngôi nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự ở làng biển Cà Ná lại rộn tiếng cười, tiếng nói. Tranh thủ những phút giây bên mẹ, những câu chuyện về gia đình, công việc, học tập, sinh hoạt của các bạn trẻ được kể cho mẹ nghe một cách sôi nổi. Còn với mẹ Hự, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng mẹ vẫn rất minh mẫn lắng nghe câu chuyện của con cháu. Mẹ luôn nở nụ cười ấm áp và trìu mến. Đoàn thanh niên với các con vô mẹ mừng chứ. Thì cái hầu là mấy anh thì sinh không biết, mà bây giờ là mấy con coi mẹ quý thì mẹ mừng chứ sao, thấp mẹ mừng.
khu tưởng niệm đồng chí Trần Thi tại làng Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Trong sáng nay có rất đông các bạn đoàn viên thanh niên tham gia chương trình kỳ nghỉ hồng gắn với hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Chúng tôi sẽ tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công và có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn, rồi tổ chức trồng 100 cây xanh trên địa bàn của thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, rồi tổ chức tuyên truyền về ngày thương binh liệt sĩ. Thực hiện đợt cao điểm trong tháng đền ơn đáp nghĩa, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tu sửa, xây mới 11 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà tình thương, nhà đồng đội, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.700 người có công. Phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện chương trình dân hoa mộ liệt sĩ, bổ sung thay thế 1.600 bình hoa, các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Được cái sự quan tâm của các cấp thì tôi thấy nó đó là vinh dự rất lớn. Bây giờ riêng cái phần mình còn lại thì bây giờ cố gắng làm sao để giáo dục con em mình, con cháu mình để cho noi theo cái gương của ông bà cha mẹ đi trước. Để làm tốt hơn nữa cái công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn trong thời gian tới thì các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh chúng tôi cần phải tiếp tục đổi mới cái nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình tập hợp đoàn kết thanh niên gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào, chương trình lớn của đoàn, góp phần hơn nữa chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách. Có thể khẳng định, đền ơn đáp nghĩa là một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh nhà trong những năm qua, thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước. Với khát vọng vươn lên, khát khao cống hiến, tuổi trẻ Ninh Thuận đã xác định rõ mục tiêu lý tưởng nhằm góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh các gia đình chính sách. Tối qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc hội thi kể chuyện thiếu nhi theo sách năm 2022. Tham gia hội thi có 7 đội thi với 255 học sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở đến từ 7 huyện thành phố trong tỉnh. Các đội đã trình bày 28 bài thi với các chủ đề về chuyện cổ tích, dân gian, thần thoại, về kỹ năng sống, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, biển đảo và chủ quyền biển đảo của đất nước, gương tốt, việc tốt trong lao động, học tập của thiếu niên Việt Nam. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 12 giải khuyến khích, 8 giải ba, 6 giải nhì, 2 giải nhất ở nội dung cá nhân. Giải nhất tập thể được trao cho huyện Bắc Ái, giải nhì tập thể thuộc về huyện Ninh Sơn và Thuận Nam. Sáng nay, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức lễ tuyên dương các tập thể cá nhân của đoàn nghệ thuật đơn ca tài tử tỉnh đạt thành tích tại hội thi nghệ thuật đơn ca tài tử và không gian đơn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 Cần Thơ năm 2022. Hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử và không gian đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 Cần Thơ năm 2022 có 21 đoàn từ tỉnh Ninh Thuận đến Cà Mau tham gia với trên 400 nghệ nhân. Tham gia hội thi, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức dàn dựng chương trình nghệ thuật gồm 5 tiết mục với chủ đề Điệu Sâu Đất Tháp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 32 huy chương vàng cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Trong đó, đoàn nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh Ninh Thuận xuất sắc đạt 1 huy chương vàng với tiết mục Uyên Ương Tâm Khúc, thể loại Tứ Đại Oán do Lê Thị Ngọc Hưởng thể hiện, Hoàng Song Việt soạn lời và 4 huy chương bạc gồm tiết mục Hòa Tấu, 7 bài nhạc lễ, thể loại Ngũ Đối Hạ, tiết mục song ca nam nữ, ngọn cờ nương tử, thể loại Liên Nam, chương trình hội thi đờn ca tài tử, trưng bày và trình diễn không gian đờn ca tài tử. Tại buổi lễ tuyên dương, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao tiền thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng cho 4 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Chiều nay, Hội Vô Vi Nam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội đại biểu Hội Vô Vi Nam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam, lãnh đạo Hội Vô Vi Nam Việt Võ Đạo các tỉnh, thành phố, đại diện các ban ngành cấp tỉnh. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Vô Vi Nam Việt Võ Đạo tỉnh có 9 võ sư, 81 huấn luyện viên và hướng dẫn viên đảm nhận huấn luyện cho 423 môn sinh sinh hoạt tại 25 câu lạc bộ, điểm tập trên địa bàn tỉnh.
phối hợp tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ toàn tỉnh và tham gia giải vô địch các đội mạnh vô Việt Nam toàn quốc, đoạt 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Vô Việt Nam Việt Võ Đạo tỉnh tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chuyển các điểm tập Vô Việt Nam Việt Võ Đạo hiện nay sang mô hình câu lạc bộ, nâng cao số lượng chất lượng huấn luyện viên và hội viên, tăng cường tập huấn đội ngũ huấn luyện viên giám định trọng tài, nâng cao nội dung và chương trình thi đấu cho các câu lạc bộ, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa môn Vô Việt Nam Việt Võ Đạo vào các trường học trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo đại hội, tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vô Việt Nam Việt Nam ghi nhận kết quả đạt được của Hội Vô Việt Nam Việt Võ Đạo tỉnh Ninh Thuận. Mong muốn Hội Vô Việt Nam Việt Võ Đạo tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn để đưa bộ môn Vô Việt Nam ngày một phát triển. Đại hội thống nhất bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 thành viên. Võ sư Lê Hưng Trụ được bầu làm Chủ tịch Hội Vô Việt Nam Việt Võ Đạo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay số lượng xe ô tô trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm tăng nhanh. Bên cạnh đó, khách du lịch thường dùng ô tô cá nhân để tham quan trải nghiệm tại Ninh Thuận. Do vậy, vào thứ Bảy, Chủ nhật trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm, lượng xe ô tô khá nhiều. Đây là tín hiệu vui. Tuy nhiên, do hạ tầng giao thông chưa theo kịp, do nhiều người đậu đổ xe dưới lòng đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Vào giờ cao điểm dọc các tuyến đường chính ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, có nhiều xe ô tô đậu đổ dưới lòng đường. Và không ít lái xe đã vi phạm luật giao thông đường bộ khi đậu đổ phương tiện không đúng nơi quy định. Đây là trường hợp xe 51G66523. Vi phạm lỗi đổ xe trên lối đi dành cho người đi bộ và không bật đèn tín hiệu. Còn đây là trường hợp xe ô tô biển số 51K29116 vi phạm đến 3 lỗi khi đổ xe. Thông báo anh nha, anh là chủ người điều khiển xe ô tô này đúng không? Hành vi vi phạm của mình á là thứ nhất anh dừng đổ xe nơi đường bộ giao nhau nha. Anh muốn đổ xe nơi đường bộ giao nhau là anh phải cách 5m. Cái thứ hai nữa, xe của mình á dừng đổ là phải có tín hiệu báo cho phương tiện khác biết để người ta biết là xe mình đang dừng đổ nha. Chứ không được dừng đổ như thế này. Cái thứ ba nữa là mình dừng đổ ngay cái chỗ này là cái điểm dừng xe buýt có biển báo rồi nha, mà anh vẫn dừng đổ là vi phạm. Có thể nói, quy định của pháp luật và chế tài xử phạt khi vi phạm đậu đổ xe sai quy định thì hầu hết người điều khiển phương tiện đều nắm bắt thông qua các lớp đào tạo bằng lái xe ô tô. Thế nhưng, để thuận tiện, nhiều người đã cố vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau khi mà tôi được mấy anh công an giao thông nhắc nhở thì tôi đã biết được luật là không được đổ ngay đây. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở thì tôi phải chấp hành ở xe nó đậu cho nó đúng bến đúng bãi là có đèn xi nhan cho nó an toàn giao thông. Việc thiếu chỗ đậu đổ xe ô tô cũng là nguyên nhân khiến các lái xe vi phạm pháp luật. Chỉ riêng địa bàn phường Thanh Sơn hiện có hơn 200 hộ kinh doanh hàng quán ăn uống, thế nhưng chỉ có khoảng 30% cơ sở đảm bảo bãi đổ xe. Các cơ sở còn lại đều tận dụng vỉa hè, lòng đường để khách đậu đổ xe. Địa phương cũng đã tuyên truyền nhắc nhở, gia quân tuyên truyền nhắc nhở các cái hộ kinh doanh về vấn đề là đậu đổ xe và cũng đã gia quân với cái tổ trật tự đô thị hàng ngày đi nhắc nhở bà con và những cái trường hợp nào mà cố tình đậu đổ xe không đúng nơi quy định, tổ trật tự đô thị thành phố, công an thành phố gia quân các đợt cao điểm để làm những cái trấn áp những cái khu vực mà đậu đổ xe không đúng nơi quy định. Để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông từ việc đậu đổ xe ô tô sai quy định, thiết nghĩ mỗi lái xe phải chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Về lâu dài, chính quyền địa phương cần quy hoạch xây dựng những bãi đổ xe tập trung trong khu vực đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu đậu đổ xe của người dân, vừa đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, vừa góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh nhà phát triển. Chiều ngày 22 tháng 7, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm tiến hành trao trả 2 chiếc xe máy và một dây chuyền vàng cho người bị hại. Đây là số tài sản Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm thu được sau khi khám phá thành công 2 vụ trộm cắp tài sản và một vụ cướp giật trên địa bàn thành phố vào đầu tháng 7 năm 2022. Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân về 2 vụ trộm cắp tài sản và một vụ cướp giật, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã nhanh chóng huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra các vụ án. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng công an thành phố đã phát hiện bắt giữ được các đối tượng gây án, thu hồi tài sản và trao trả cho người bị hại.
Thưa quý vị và các bạn, nhập ngũ năm 18 tuổi, sau những năm tháng song pha chiến trường, khi trở về với cuộc sống đời thường, ông Võ Văn Vũ bắt tay ngay vào làm kinh tế. Từ hai bàn tay trắng, giờ đây ông Vũ đã làm chủ một trang trại rộng lớn, mỗi năm thu lãi hàng tỷ đồng và giúp nhiều lao động địa phương có việc làm ổn định. Cựu chiến binh Võ Văn Vũ xuất ngũ vào năm 1994 và hưởng chế độ bệnh binh. Dù mang thương tật trên người, nhưng thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế. Sau khi xuất ngũ, ông bắt tay ngay vào làm kinh tế. Trận đánh đầu tiên của ông trên mặt trận kinh tế là nuôi tôm. Ngày ấy, chẳng ai dám nghĩ một bệnh binh với gia cảnh khó khăn lại dám vay mượn gần 500 triệu đồng để đầu tư nuôi tôm. Nhưng với tinh thần vượt khó dám nghĩ dám làm, ông vẫn quyết tâm thực hiện. Thời điểm đó, việc nuôi tôm thuận lợi giúp ông có lợi nhuận cao, đời sống gia đình nhờ vậy mà khấm khá lên. Sau khi ra quân thì có gia đình thì chú về ở đây thì bắt đầu làm ăn. Đầu tiên thì vợ chồng cùng mua bán tạp hóa, bày bạ thôi. Sau tiến tới là bắt đầu có cái phong trào làm tôm. Thì người ta làm tôm khắp cả tỉnh. Nhưng riêng cả nhà chưa ai làm, thì chú triển khai chú làm. Chú làm thì được mấy năm đầu thì hiệu quả tốt, phát triển tốt. Sau chú mở rộng, được 6-7 hectare. Có nguồn vốn tích lũy từ nuôi tôm, cựu chiến binh Võ Văn Vũ mua thêm đất và lập trang trại rộng 8 hectare để chăn nuôi gia súc gia cầm. 3 năm trở lại đây, do dịch bệnh giá cả bấp bênh khiến chăn nuôi khó khăn, ông quyết định chuyển qua đầu tư xây dựng nhà yến, nuôi hươu, lấy nhung và nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học trong bể xi măng có mái che. Đồng thời đầu tư lắp đặt điện mặt trời áp mái để phục vụ điện cho trang trại, giúp gia đình có lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng một năm và giải quyết việc làm cho người lao động với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Bây giờ thì nói về thu nhập thì hiện nay nhà có nhiều nguồn thu nhập. Thu nhập thứ nhất là từ điện năng lượng mặt trời. Thu nhập thứ hai là về chăn nuôi hươu, bò và tôm. Thu nhập thứ ba đó là gì? Lò mổ. Từ hai cái bàn tay trắng, nhưng với cái quyết tâm mà vượt khó vươn lên, đồng chí đã phát triển hình thành cái kinh tế của gia đình đồng chí hiện nay là rất vững vàng. Thì đồng chí với cái tình thương và trách nhiệm của mình giúp đỡ đồng chí đồng đội thì đồng chí đã tiếp nhận bố trí cái người lao động tại địa phương, cũng như là cựu chiến binh, rồi con em cựu chiến binh có việc làm ổn định. Bước qua tuổi lục tuần, lại mang thương tật trên mình. Nhưng cựu chiến binh Võ Văn Vũ vẫn hăng say lao động để làm giàu cho gia đình và giúp đỡ đồng chí, đồng đội và mọi người xung quanh. Với ông, còn khỏe là còn làm, còn khỏe là còn tích cực đóng góp cho xã hội, để luôn xứng danh là bộ đội Cụ Hồ. Chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết.